Thánh Cosma và Damiano từ đạo. Theo truyền thuyết, Thánh Cosma và Damiano là hai anh em sinh đôi, sinh tại Ả Rập. Các ngài sớm mồ côi cha, mẹ các ngài là một quả phụ nhân đức, đã không tiếc gì để giáo dục con cái về trí thức và đạo đức. Bà gửi hai con theo học ở Syria. Tại đây, Cosma và Damiano nổi tiếng là lương thiện, vô vị lợi và trong trắng. Nhiệt thành với đức tin, các ngài dự tính học nghề thuốc, khoa này vào thời ấy bị coi rẻ. Nhưng các ngài tin rằng khi chữa lành thể xác con người, các ngài có thể góp phần vào việc chữa trị tật bệnh linh hồn. Thiên Chúa đã chúc lành cho dự tính của các ngài và ban cho các ngài được thông thạo về nghề thuốc, chữa bệnh hoàn toàn miễn phí. Các ngài càng ngày càng trở nên danh tiếng vì những cuộc chữa lành nhờ lời cầu nguyện. Những cuộc chữa lành lạ lùng này lôi cuốn được nhiều người, kể cả các lương dân đến với các ngài. Tuy nhiên, chính vì tiếng tăm lừng lẫy này đã đưa tới cái chết vì đạo của các ngài. Các hoàng đế Diocletiano và Maximiano quyết tận diệt Kitô giáo, đã sai tổng trấn Lycia đến Ege để ép buộc các Kitô hữu phải dâng hương tế thần. Ai không tuân lệnh sẽ bị sát hại. Các lương dân tố cáo với quan tổng trấn rằng có hai người rất thạo nghề thuốc, nhưng lại là thù địch chí tử của các thần minh. Nếu họ tiếp tục hành nghề, các đền thờ sẽ trống vắng và cả nước sẽ theo Kitô giáo hết. Nghe tin này, quan tổng trấn truyền bắt giam hai ngài. Sau khi bắt các ngài phải dâng hương tế thần mà không được, ông ra lệnh hành hạ các ngài. Nhờ ơn Chúa, hai thánh Cosma và Damiano đã nhẫn nại chịu đựng, lại còn tỏ ra hân hoan nữa. Quan lính trói các ngài rồi bỏ xuống biển, nhưng các thiên thần đã đến tháo cởi xiềng xích và cứu các ngài bình an vô sự. Nghe tin này, quan tổng trấn truyền lập giàn thiêu, nhưng giữa ngọn lửa cháy bừng, hai thánh nhân vẫn không hề hấn gì. Cuối cùng, quan tổng trấn ra lệnh xử trảm. Hai thánh Cosma và Damiano khẩn khoản nài xin Chúa thương nhận lễ dâng của các ngài. Lần này được nhận lời. Sau những nhát chém đầu tiên, đầu các ngài lìa xác và nhận phúc tử đạo. Danh tiếng của hai thánh Cosma và Damiano lan tràn khắp giáo hội vì những cuộc chữa lành bệnh tật các ngài thực hiện. Hoàng đế Justino thứ nhất khuyến khích lòng sùng kính hai thánh nhân. Một nguyện đường được xây dựng ở Ege, miền Cilicia, để ghi nhớ nơi các ngài chịu chết vì đạo. Tại Roma, Đức Simmaco xây nguyện đường, Đức Felix thứ bốn xây một đại giáo đường kính các ngài. Cùng với thánh Luca, hai thánh Cosma và Damiano được đặt làm thánh bổn mạng của các y sĩ và nhà giải phẫu. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.